Hôm nay có kết quả bài English của con rồi phải không? Dạ. Kết quả reading của con ra sao? Reading con học giỏi lắm, con được 10 điểm là. Tốt, được con của bố đó. Writing thì sao? Writing con được 9 điểm. Cũng tốt, gắng tiến bộ lên đó. Listening thì sao? Listening con được có 5 điểm. Thôi vậy cũng được nữa rồi. Speaking của con ra sao? Speaking con không biết nói gì cho cô giáo cho con có 3 điểm. Cũng được nữa. Các bạn thấy cái gì mắc cười với chuyện này không? Ngoài thằng con của Will, mình tập trung vào reading và writing quá, listening và speaking thì mình không tôn trọng đến nó. Thậm chí bố mẹ của mình cũng suy nghĩ như vậy. Giáo viên dạy anh văn trong trường cũng như vậy nữa. Mà thật sự lúc ra đời đó, như vậy sẽ không có giúp mình. Mình cần 4 cái điều với nhau. Cho là reading với writing của mình nó rất là tốt đi, cái đó tốt. Ít nhất là listening và speaking của mình nó cũng phải ngoài sao cái đó một chút xíu thôi, đừng có khác biệt quá nhiều. Chị muốn nói gì nữa không? Thật ra khi mà các bạn đã đi làm rồi á, thì 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thì kỹ năng nghe và nói nó lại trội hơn so với đọc và viết rất là nhiều. Nếu các bạn chỉ học đọc tốt, viết tốt mà nghe nói không được thì mai mốt các bạn sẽ không thể đi làm. Mà nếu các bạn không thể đi làm được á, thì các bạn đã đánh mất đi cái ý nghĩa của cái việc học anh văn rồi. Ừ, đúng rồi. Cái chuyện mà mình đi học, mình lấy điểm để cho mình xong lớp, cái đó là ok, văn hóa của Việt Nam. Mình cần phải làm vậy để cho bố mẹ mình vui thôi. Mà cái tương lai của mình, cái mình cần thiết là mình phải học cho cái gì để cho mình có thể sử dụng cho tương lai này. Cái mình có thể sử dụng nhiều nhất là cái listening và speaking của mình, reading và writing. Rồi câu hỏi kế tiếp mà các bạn có thể đặt ra đó là nên học kỹ năng nào trước, nên bắt đầu bằng nghe, nói, đọc hay là viết. Thì theo kinh nghiệm của mình á, mình là người không phải là bản xứ. Kinh nghiệm của mình khi mà mình đã học rồi á, sau năm lớp 12 đó là mình nên bắt đầu bằng kỹ năng nghe và nói trước. Vì sao? Vì trong quá trình học phổ thông mình đã có học về ngữ pháp, về từ vựng và đầy đủ thứ hết rồi. Thế nên đó, bây giờ mình sẽ chú trọng lên cái việc và nghe và nói. Khi mình còn là sinh viên, mình cũng sẽ rất là bận, mình làm bài tập, mình nộp bài vân vân và vân vân. Nhưng mà mình dành thời gian khoảng chừng 20 đến 30 phút vào buổi trưa để mình nghe tiếng Anh các bạn ạ. Mình nghe trong lúc mà mình ngủ mà với dung lượng rất là nhỏ, thì lúc đó cái âm thanh của tiếng Anh đó, nó vào đầu mình, nó trở thành một cái tư duy của mình luôn. Và nó sau này về sau á, nó sẽ trở thành một cái phản xạ. Khi mà mình nghe tiếng Anh như vậy rồi thì mình sẽ cố gắng mình lặp lại theo nó. Mặc dù mình không hiểu nó là gì, mình cố gắng lặp lại. Mình lặp lại rất là nhiều mặc dù mình không hiểu. Rồi sau đó thì mình mới mở sách ra, mình vừa nghe và mình vừa xem. Lúc đó mình vừa nghe và vừa đọc. Lúc đó cái ký tự á, nó nhập vào đầu mình. Và là cái âm thanh cùng với ký tự á, nó nhập vào đầu mình. Rồi mình nói theo, mình bắt chước nói theo. Mặc dù mình vẫn chưa hiểu từ đó là gì, không sao cả. Cho đến chừng mà mình muốn tìm hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn văn đó là gì á, thì mình sẽ đoán trong ngữ cảnh, đoán không được thì lúc đó mình mới tra từ điển. Thì đó là cách học của mình. Mình học nghe trước, nghe trong lúc mà ngủ. Sau đó thì mình tập mở sách ra, mình lặp lại theo. Sau đó thì từ từ mình cái kỹ năng nghe và nói của mình nó phát triển lên. Mặc dù mình chưa thể tạo câu nhưng mà ít ra là mình có thể hiểu, nhận biết những cái âm thanh, ngôn ngữ đó là như thế nào. Còn không biết là Will ở đây thì kinh nghiệm về bản xứ của Will thì như thế nào? Lúc mà Will sống bên Úc đó, mấy đứa mà như Will chỉ có biết tiếng Việt ở nhà thôi. Lúc vào mẫu giáo rất là sợ, là tại vì mình không biết tiếng Anh. Mình biết đại khái người ta nói ngoài đường thôi mà không biết bao nhiêu hết. Cái kiểu đó là cái kiểu learning through immersion. Cái đó là mình vào cái môi trường mà không có tiếng Việt, không có cái gì để giúp mình. Mà lúc đó cô cũng chưa biết viết và đọc. Thì tối ngày cô cứ nghe tiếng Anh hoài, cô cứ nghe nó hoài. Cô thấy họ làm cái gì cô nghe.
Cuối cùng Will học từng chút. Xong rồi Will nhái họ, Will nói mấy con nít á, nó học cái đó trong vòng 3 tháng là nó sẽ học, nó nói chuyện rất là nhanh, nó thu hút rất là nhanh. Người Việt mình á thì bị cái tật, bị cái disadvantage rất là nhiều. Người Việt mình mà học tiếng Anh á, thứ nhất là mình đã biết reading và writing rồi, tốt, mình đã biết đại khái tiếng Anh nó ra sao, mình cũng hiểu cái grammar của nó khác với tiếng Việt ra sao. Bây giờ cái mình còn phải luyện là cái listening và speaking của mình. Cái cách đó dễ lắm. Bạn mỗi khi mà xong việc làm, xong học hỏi, lên YouTube, lên mạng, mình thấy rất là nhiều mà mình đang kiếm phim hay kiếm nhạc để mình nghe. Mình nghe rồi đó, mình biết họ hát gì, họ đang nói gì, và mình gán nói theo. Tốt nhất lúc mà mình coi phim đó là phải tắt phụ đề, tắt treatment. Tại vì lúc mà mình coi phim mà có phụ đề, mình sẽ chủ yếu con mắt của mình vào đó để mình đọc chữ thôi. Mình sẽ tắt cái lỗ tai mình sẽ hết nghe họ đang nói cái gì mà mình lo đọc thôi. Nó không có giúp mình được cái gì. Hay là mình coi phim mà mình không đọc phụ đề, mình cứ nghe treatment thì mình nghe tiếng Việt, mình không có nghe tiếng Anh. Cái mình cần phải làm là phải learning through immersion. Lúc này là cái lúc khó nhất cho người Việt mình, là tại vì lúc mình nghe cái gì hay coi cái gì mình không hiểu, mình rất khó chịu. Ai cũng vậy hết. Mình phải tập. Lúc đầu thì có thể mình hiểu được 5%, sau đó từ từ 10%, mình phải từ từ. Mình không thể nào có một lúc mình sẽ hiểu hết được, mình phải chấp nhận chuyện đó. Không thuyết minh, không phụ đời, phải gắng nghe họ, coi họ đang làm cái gì, họ sắp sửa chém ai trước khi họ nói cái gì, tại sao. Mình nghe đại khái để mình hiểu. Cái tai của mình, cái body language của mình, cái facial language của mình, nó sẽ tỏa ra rất là nhiều nghĩa. Mình không có cần phải nghe người ta nói gì nhiều hết. Cái này là cái cách mình có thể tiến bộ lên cái listening và speaking của mình. Khi một người bình thường của mình đó, mình sẽ sử dụng cả năm giác quan của mình để mình cảm nhận sự vật, sự việc. Mà đặc biệt với ngôn ngữ thì mình sử dụng con mắt quá nhiều. Đúng rồi, mình lại sử dụng con mắt quá nhiều trong lúc mà mình học phổ thông đó, bằng con mắt và bằng cái tai thôi. Thế nên bây giờ các bạn có thể các bạn thử nhắm mắt lại, thì các bạn sẽ phát triển cái kỹ năng nghe nó trội hơn. Và khi mà mình nhắm mắt lại, các bạn, một số người mà người ta bị mù á, thì người ta không thấy đường nữa, thì người ta chỉ vận dụng kỹ năng nghe để người ta có thể cảm nhận thế giới xung quanh, và họ nghe rất là kỹ, rất là rõ những cái âm thanh khác nhau, những giọng nói khác nhau. Thì các bạn thử khi các bạn xem phim hay là các bạn nghe nhạc, hoặc là các bạn học tiếng Anh sau khi nghe hoài rồi mà chưa hiểu, mở sách ra đọc luôn, cảm giác được rồi thì hãy thử đóng sách lại, coi như là tắt phụ đề phim luôn, thì mình nhắm mắt lại mình sẽ nghe rất là rõ những âm thanh. Mà dù có thể các bạn hiểu hoặc là chưa hiểu, tùy vào cái vốn từ vựng và vốn ngữ pháp của các bạn, nhưng mà ít ra các bạn nhắm mắt lại thì các bạn sẽ phát triển cái kỹ năng nghe của mình nó cao lên nhất có thể. Rồi từ từ các bạn nghe quen, rồi các bạn mở mắt ra, các bạn nghe vẫn được. Thì đó là cái mà Trí đã từng làm và Trí cảm thấy là nó có tác dụng. Thế nên Trí cũng muốn chia sẻ với các bạn nữa. Ok, hồi nãy giờ mình nói về listening của mình, làm sao tăng lên cái listening skill của mình. Bây giờ là cái speaking, cái rất là khó nhất cho nhiều các bạn Việt Nam. Cách dễ nhất để cho mình phát triển cái speaking của mình là mình phải trực tiếp ra nói chuyện với người Tây, với người nước ngoài. Mình ở nhà mình học trên YouTube như vậy là rất là tốt rồi. Mình dán lên mấy cái trang mà từ điển nó phát âm cho mình, mình nghe như vậy, mình gán nhái, cái đó tốt. Mà thật sự làm sao mình biết mình có phát âm chuẩn hay không, người ta có hiểu mình hay không? Tốt nhất là mình phải đi ra nói trực tiếp. Ở Hà Nội và Sài Gòn có cái nhóm Talking with the Tourist. Nhóm này họ ra công viên, họ ra mấy cái nơi mà có nhiều người khách Tây Ba Lô hay tourist mà ghé Việt Nam đó. Họ ra họ nói chuyện với họ. Mà trong lúc mình đi nói chuyện với họ đó, là mình có cái môi trường để mình nói, mình có cái cơ hội để mình tập nói bằng tiếng Anh của mình. Trong lúc đó mình nói đó, mình sẽ biết ngay lập tức là họ hiểu mình hay họ không hiểu. Cho là họ không hiểu mình đi, thì mình gán nói kiểu khác, mình tập ra cái cách để nói. Mình nói kiểu này không được, mình sẽ nói ngõ khác. Cái này á, nó vừa là speaking, vừa là experience, kinh nghiệm, và vừa là cái cách xã giao thôi. Bạn, nhiều các bạn rất là mắc cỡ, cần phải improve cái
cái xã giao của mình, cái tự tin của mình. Mấy nhóm như vậy rất là tốt. Còn một trong những cái kinh nghiệm mà khi Trí đi ra talk to tourists thì Trí gặp một số người Tây, họ rất là muốn nói chuyện với người Việt Nam mình chỉ trong vòng 15 đến 30 phút thôi. Vì sao? Vì họ muốn biết thêm về Việt Nam. Không ai nói chuyện với họ, họ đến đây họ du lịch. Cũng giống như mình đi ra nước ngoài, mình đi du lịch vậy. Nếu mà có một người nước ngoài hay một nhóm người nước ngoài nào thân thiện nói chuyện với mình, hướng dẫn mình, mình nên đi đâu, mình ăn cái gì, mình nên gặp ai, với giá cả, khách sạn, xe, cộ, đừng có bị lừa vào những cái mẹo vặt như vậy á, thì mình rất là cảm ơn. Thì người Tây cũng vậy, họ đến đây, mình thân thiện với họ, mình cung cấp cho họ một số thông tin nhất định, thì mình có cái chủ đề để mình nói chuyện với họ và họ rất là thích nói chuyện với mình. Thậm chí đôi khi mình nói chuyện mà họ không hiểu thì cả hai cùng phá lên cười. Chứ ngày trước á, Chí nói chuyện với người Tây á, rất nhiều lần thì hai người nhìn nhau cũng cười thôi chứ không thể nào nói hiểu gì hết, thì chúng ta thông cảm lẫn nhau. Các bạn đừng có ngại rằng mà mình nói ra lỡ Tây nó không có hiểu cái mình quê lắm, bạn bè mình cười mình hay là ai đó nói mình ngu vân 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 vân. Will đã một lần trao đổi với Chí rằng là thà các bạn thể hiện cái sự ngu của các bạn đó một phút thì các bạn biết nó cả đời, còn hơn đó là các bạn giấu nó, không ai biết các bạn ngu, nhưng mà về sau, về lâu về dài các bạn ngu cả đời. Thì đó là cái cách lựa chọn của các bạn. Riêng bản thân mình khi mà mình đi ra mình nói chuyện với người Tây á, mình biết mình yếu cái gì, mình về mình suy nghĩ lại tại sao lúc đó mình không nói được cái điều này, thì mình mới cố gắng mình tìm hiểu từ vựng như thế nào nè, ngữ pháp như thế nào nè, cách thể hiện như thế nào nè, thì lúc đó mình viết xuống rồi mình đọc rồi mình thực tập. Từ đó mình có thể tiến bộ hơn mỗi ngày. Ngày trước mình đặt mục tiêu là gì? Một ngày nói được đúng một câu tiếng Anh tốt, nghe hay là mình cảm thấy vui rồi. Còn người ta cứ nói mình nghe răng là mình cười, mình không hiểu. Nhưng mà không sao, ngày hôm sau mình phải nói được 2 câu. Rồi ngày hôm sau nữa mình phải ráng nói được 3 câu cho nó hiểu. Vậy là tốt rồi. Thì từ đó mình tiến bộ dần lên. Chỉ có cái em rất là cao. Will, lúc mà Will học ngôn ngữ khác, tiếng Hoa hay tiếng Việt, Will không thể nào học được một câu trong một ngày được. Thì các bạn cũng đừng có ép các bạn tới cái mức quá cao. Mình tới đâu thì mình tới, mà mình phải chủ động. Mình đừng có ngồi yên chờ một chỗ, mình đi học cái lớp này đi, hay mình đọc cuốn sách này, hay mình lên cái program này đi. Trực tiếp là tốt nhất. Tốt nhất, tốt trong hết mấy cái ví dụ hay experience mà Will có thể nói là mình có bồ người nước ngoài, bạn gái, bạn trai, mấy bạn gái, mấy bạn trai, tốt nhất, càng nhiều càng tốt. Mình có như vậy, mình sẽ nói chuyện với nhiều loại người, mỗi người sẽ có cái vấn đề, có cái topic green, mình nói chuyện như vậy, mình sẽ tiến bộ được như vậy. Các bạn mà kiếm bạn trai, bạn gái không được thì có cũng ok nữa. Đi ra, gắng nói chuyện với khách du lịch, nói chuyện với ai cũng được hết. Lên mạng, kiếm trên Skype, kiếm trên chương trình nào cũng được hết. Gắng kiếm ai, tập nói chuyện, mà người đó là những một người thôi. Mình còn phải nói chuyện với rất là nhiều người. Hồi đó chỉ có một người bạn gái, người Hoa, biết nói 4 thứ tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi có cô bạn gái đó thì cái giọng của Trí, mặc dù không biết nói tiếng Hoa, nhưng mà cái giọng của Trí nó giống như người Hoa vậy. Ai gặp Trí cũng nói, ủa mày người Hoa hả?